Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trung thu sắp đến và trong video này thì mình xin hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc đèn trung thu cho trẻ con chơi. Thì đây là kết quả sau khi mình đã làm xong. Chiếc đèn này được mình làm từ một lọ thủy tinh đã qua sử dụng và một chiếc mạch đèn LED trợ sáng của xe đạp điện. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Thì đây là một chiếc lọ thủy tinh mình đã qua sử dụng. Mình sẽ sử dụng chiếc lọ này để làm. Đầu tiên mình sẽ bóc phần tem ra. Tiếp theo thì mình sẽ khoan một lỗ trên lắp như thế này. Để làm phần đèn thì mình sử dụng một chiếc mạch đèn LED trợ sáng. Chiếc đèn này thì nó đã bị lỗi. Trên chiếc mạch này thì có 3 bóng đèn thì 2 LED đã bị lỗi, chỉ còn sử dụng được 1 LED. Do đó thì mình sẽ sử dụng chiếc bóng LED còn sử dụng được. 2 LED đã bị lỗi. Và mình sẽ sử dụng đồng hồ để xác định. Thì đây là chiếc LED vẫn còn sử dụng được. Giờ mình sẽ thử bằng cách lấy một quả pin 3,7V nối vào đèn. Các bạn có thể thấy là đèn đã sáng. Thông thường thì khi sử dụng LED, bạn sẽ phải mắc nối tiếp với một con trở để bảo vệ. Thì mình quan sát ở trên mạch thấy có một con trở, do đó thì mình sẽ tận dụng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ làm phần dây cho đèn. Mình sẽ đấu cứ dương của nguồn điện phía trước của con trở.
và cự âm của nguồn điện thì bạn sẽ nối với phía cuối của đèn. Và bây giờ thì mình sẽ lắp phần vỏ vào. Các bạn có thể thấy phần mạch điện bằng nhôm của LED nó hơi to hơn một chút so với chiếc đèn. Do đó thì mình sẽ dùng kéo để cắt nó đi cho vừa. Ok, như vậy là xong. Và bây giờ thì mình sẽ lắp nó lại. Bạn có thể sử dụng pin điện thoại, sạc dự phòng hay là pin tiểu. Thì ở đây thì mình sử dụng pin 9V cho tiện.
và đây là kết quả khi mình đã làm xong. Thằng cu nhà mình có vẻ rất thích chiếc đèn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu thấy hay thì hãy like cũng như theo dõi kênh của xe điện Hải Đăng để có thể xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn.